Cô gái xinh đẹp này ôm con đi xuống nước. Đột nhiên, cô nhảy xuống thật mạnh. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Hai mẹ con mọc ra cái đuôi dài. Thì ra bọn họ là người cá. Một năm trước, Rin lên mặt đất. Đi trên đường nhưng không mặc gì. Người mẹ vội vàng che mắt con gái lại. Rin cũng nhận ra điều gì đó. Cô lấy một chiếc áo phông đen trên giá phơi. Lúc này chủ chiếc áo đi ra đang định bắt tên trộm này. Thì Rin nhặt chiếc gậy sắt trên mặt đất lên. Ném một cái xuyên qua cửa. Bà già sợ xanh mặt. Rin hơi đói, cô tìm được một con chuột trong chiếc thuyền bỏ hoang. Cô ăn rất ngon nghẻ, trông thực sự kinh khủng. Ăn xong, cô đi đến chỗ gần một chiếc xe. Chưa được sự đồng ý của chủ xe thì cô đã mở cửa ra, ngồi vào. Chủ xe thấy vậy bật cười. Thời buổi này mà còn có người tự dưng mình thế này à? Chủ xe lái xe vào trong rừng sâu. Không cần nói nhiều, anh ra tay luôn. Đột nhiên, thì ra cô người cá nhìn thì dịu dàng mà lại rất đáng sợ. Không lâu sau Rin gặp được Ben. Ben không bắt nạt cô mà còn cho cô đồ ăn, dạy cô cách nói chuyện. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm. Một năm sau Rin sinh con. Em bé vừa ra đời đã phải về biển để biến thân lần đầu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Rin ôm con gái đi xuống biển. Nhảy xuống thật mạnh. Hai người họ biến thành người cá. Nhìn em bé biến thân vui vẻ bơi trong nước. Rin nở nụ cười hạnh phúc. Hôm đó bạn Rin đến đưa tã bỉm cho em bé. Khi cô biết thứ này dùng để làm gì thì cô bảo: tôi sẽ dạy con bé đi vệ sinh. Nhưng con bé hơi nhỏ, nó sẽ học được thôi. Em bé đáng thương nhỏ vậy mà đã phải tự đi vệ sinh. Người bạn thấy Rin không biết làm mẹ, nên đưa cô đến trung tâm giao lưu với những người mẹ khác để lấy kinh nghiệm. Thằng bé sao vậy? Con cô không khóc sao? Không, nếu nó khóc thì nó sẽ bị ăn thịt. Mấy người mẹ đều nghĩ người phụ nữ này bị điên. Cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngập, người bạn vội vàng đưa Rin rời đi. Đến tối người trong bộ tộc của Rin đến tìm cô. Bọn họ muốn đưa em bé về biển. Rin rất rõ em bé ở trong nước thì mới có thể trưởng thành khỏe mạnh được. Tuy rằng không nỡ nhưng cô vẫn đưa con cho người trong bộ tộc. Chớp mắt đã qua 5 năm, dưới sự chăm sóc của người trong tộc. Cô bé không chỉ trưởng thành mạnh khỏe mà còn học được cách săn bắt. Người trong tộc thấy đứa trẻ đã lớn, nên quyết định đưa nó về bên mẹ nó. 5 năm rồi hai mẹ con mới được đoàn tụ, nhưng sự nguy hiểm cũng đang âm thầm đến. Trên máy bay, cơ trưởng đang nói chuyện với chị tiếp viên hàng không. Đột nhiên, sau đó cô ta lên khoang lái giết phi công, tắt chế độ tự lái. Khi máy bay sắp rơi, cô gái đeo dù nhảy xuống khỏi máy bay. Trong tiếng cầu cứu của các hành khách, khi rơi xuống nước cô bắt đầu biến thân. Thì ra cô là người cá. Hôm đó cô gái tìm đến muốn Rin cùng mình tiêu diệt loài người. Rin từ chối, cô gái một mình nhảy xuống nước. Vì sự hòa bình của con người và người cá, Rin cũng nhảy xuống theo để ngăn cản con người điên rồ này. Thế nhưng thực lực cô ta quá mạnh làm Rin bị thương. Để gây ra chiến tranh, cô ta đặt bom xuống chỗ ở của người cá. Người cá bị thương căm thù loài người. Họ quyết định đi theo cô ta, để Rin gia nhập đội ngũ của mình. Cô ta cho người bắt cóc con gái cô. Vì muốn cứu con gái nên Ben bơm vào người loại máu đặc biệt. Như vậy là anh có thể biến thành người cá thở được trong nước. Hai vợ chồng chia nhau ra, Rin về nhà triệu tập bạn bè người thân. Cô sắp có trận quyết chiến với cô gái kia. Nhân lúc người cá đánh nhau, Ben lẻn vào căn cứ của cô gái cứu con ra. Bên này Rin dùng chiếc gương dài đâm xuyên qua người cô gái. Thuộc hạ của cô gái thấy cô chết nên từ bỏ chiến đấu, cúi đầu nhận Rin làm thủ lĩnh mới. Vừa rồi chính là toàn bộ nội dung của tập ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.